Sau khi Sở Kiều Chuyện lên sóng, Triệu Lệ Dĩnh đã trở thành cái tên hot nhất làng giải trí Hoa ngữ. Triệu Lệ Dĩnh, mỹ nhân sinh năm 1987, là một trong những diễn viên được yêu thích nhất Trung Quốc. Cô sở hữu trong tay một loạt những bộ phim để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả. Cô nàng có thể hóa thân vào nhiều vai diễn khác nhau. Điểm qua những vai diễn đình đám làm nên thương hiệu của Triệu Lệ Dĩnh. Nhí nhảnh dễ thương trong những vai diễn đầu tay. Triệu Lệ Dĩnh bước chân vào giới giải trí Hoa ngữ với rất nhiều khó khăn. Không có gia thế, không có người chống lưng, khiến hành trình tiến thân trong nghiệp diễn của cô nàng gặp phải nhiều bấp bênh. Tuy nhiên, bằng thực lực và sự kinh nghiệm, Triệu Lệ Dĩnh dần dần khẳng định chỗ đứng của mình trong làng giải trí showbiz. Nàng Triệu bắt đầu được khán giả chú ý hơn khi vào vai tình nhi Cách Cách trong Tân Hoàn Châu Cách Cách năm 2011. Tuy chỉ đóng một vai phụ nhưng trong phim, vẻ đẹp của cô không hề thua kém hai nữ chính là Lý Thạnh hay Hải Lục. Sau đó vào năm 2014, Triệu Lệ Dĩnh vào vai cô nhân viên văn phòng Sam Sam trong bộ phim Sam Sam Đến Rồi. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Cố Mạn. Đây cũng là tác phẩm đưa tên tuổi của Triệu Lệ Dĩnh đến gần với khán giả. Triệu Lệ Dĩnh gây ấn tượng với khán giả nhờ vẻ đẹp tươi trẻ ngọt ngào của mình khi hóa thân thành Sam Sam. Với gương mặt bầu bĩnh trẻ hơn so với tuổi thật rất nhiều, Triệu Lệ Dĩnh dường như được Donny đóng giày cho những vai diễn nhí nhảnh ngọt ngào và dễ thương. Tuy nhiên càng về sau, Triệu Lệ Dĩnh lại khiến các fan đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi nhận những kịch bản với vai diễn đa dạng hơn. Đặc biệt phải kể đến những lần Triệu Lệ Dĩnh hóa thân thành ác nữ. Không còn nét nhí nhảnh ngây thơ, cô nàng trở thành tâm điểm với những bình luận đa chiều của cộng đồng mạng. Lưu Ly trong Cung Tỏa Trầm Hương. Năm 2013, Triệu Lệ Dĩnh được vua chính để mắt tới và cho đóng vai Lưu Ly trong Cung Tỏa Trầm Hương. Đây là vai ác đầu tiên mà mỹ nhân họ Triệu đóng. Tuy chưa từng có kinh nghiệm đóng vai phản diện, nhưng có thể nói Triệu Lệ Dĩnh đã hoàn thành xuất sắc vai diễn của mình. Cô cho khán giả nhìn thấy sự chuyển biến của nhân vật do cô đóng, đồng thời cũng chứng minh khả năng diễn xuất của mình. Từ một cung nữ hiền lành, Lưu Ly dần trở thành một kẻ tâm cơ đầy mình, mưu toan đủ thứ. Thậm chí Lưu Ly còn hãm hại bạn thân của mình là Trầm Hương để bảo toàn mạng sống. Trong phim, người xem sẽ ấn tượng với vẻ ngoài xinh đẹp nhưng không kém phần sắc sảo độc ác của Triệu Lệ Dĩnh. Đôi khi vẻ đẹp của cô còn lấn áp nữ chính Châu Đông Vũ. Tuy nhiên, vì là lần đầu tiên vào vai ác, Triệu Lệ Dĩnh vẫn chưa có đủ khả năng để diễn thật xuất sắc vai Lưu Ly. Nhiều người cho rằng cô diễn gồng và mất rất nhiều công sức để bộc lộ cái ác ra ngoài. Về diễn xuất, phải thừa nhận rằng Châu Đông Vũ đã áp đảo Triệu Lệ Dĩnh. Ngọc Vô Tâm trong Thục Sơn Chiến Kỷ. Năm 2015, mỹ nữ họ Triệu lại có màn hóa thân thành vai ác trong bộ phim Thục Sơn Chiến Kỷ. Trong phim, Triệu Lệ Dĩnh đảm nhận hai vai diễn. Ban đầu là cô gái Ngọc Nhi hiền lành, lương thiện, sau đó là Ngọc Vô Tâm, nữ ma đầu độc ác với đôi mắt sắc lạnh. Ngọc Vô Tâm là con gái của Lục Bảo Lão Tổ, từ nhỏ đã mất mẹ. Cha cô vì cái chết của mẹ cô mà sinh hận với cô. Vì thế, có được tình yêu của cha, Ngọc Vô Tâm đã làm đủ chuyện ác chỉ để chứng minh thực lực của mình. Sau khi gặp Đinh Ẩn do Trần Vĩ Đình đóng, Ngọc Vô Tâm và Đinh Ẩn trải qua mối tình yêu hận triền miên. Với khả năng diễn xuất điêu luyện, Triệu Lệ Dĩnh đã đem đến cho khán giả một Ngọc Vô Tâm lạnh lùng, tàn nhẫn khi làm việc cho cha mình. Nhưng mặt khác, ta cũng bắt gặp một Ngọc Vô Tâm dịu dàng, mong manh trước tình yêu với Đinh Ẩn. Lần thứ hai đóng vai ác, Triệu Lệ Dĩnh đã chứng tỏ thực lực của mình cho khán giả. Cô có thể đóng mọi vai diễn từ dễ thương tinh nghịch đến nham hiểm độc ác. Yêu thần Hoa Thiên Cốt trong Hoa Thiên Cốt. Cũng trong năm 2015, Triệu Lệ Dĩnh có một bộ phim cổ trang gây bão màn ảnh nhỏ, đó là bộ phim truyền hình Hoa Thiên Cốt, đóng cùng lão cán bộ Hoắc Kiến Hoa. Trong phim, Triệu Lệ Dĩnh vào vai Hoa Thiên Cốt. Từ khi sinh ra đã mang trong mình hương thơm quái dị, thu hút yêu ma. Cô thường đem lại xui xẻo cho những người xung quanh, nhưng Tiểu Cốt vẫn lạc quan yêu đời. Năm 2015 là năm thành công của Triệu Lệ Dĩnh. Và diễn Hoa Thiên Cốt đã giúp mỹ nhân họ Triệu vươn lên thành sao hạng A và đạt được vô số giải thưởng. Cô đã thể hiện trọn vẹn một tiểu cốt trong sáng ngây thơ không chút tà niệm. Cũng hóa thân xuất sắc thành một yêu thần lạnh lùng tàn nhẫn. Triệu Lệ Dĩnh đã thể hiện xuất sắc một yêu thần lạnh lùng có thừa, tàn nhẫn có đủ. Với lối trang điểm đậm kèm theo trang phục tông đỏ càng khiến mỹ nhân họ Triệu trở nên ma mị hơn. Mối tình đầy trắc trở và đau thương của Hoa Thiên Cốt với sư phụ mình là Bạch Tử Họa đã khiến bao người phải rơi nước mắt. Vì tình sinh hận,
Vì Tình Thành Ma là để nói đến Phan Thiên Cốt và Hạ Tử Huân Thượng Tiên. Cũng có ý kiến cho rằng yêu thần của Triệu Lệ Dĩnh chưa hoàn toàn thuyết phục và bị lép vế trước vai diễn của Hạ Tử Huân do Tường Hân đóng. Hạ Tử Huân cũng mang trong mình tình yêu với Bạch Tử Họa nhưng không được đáp lại. Đó khiến cô ngày càng lạc lối và rơi vào ma đạo. Không thể phủ nhận khả năng diễn xuất tuyệt vời của Tường Hân khi hóa thân thành hai tính cách khác nhau trong phim. We'll be right back.